trồng SH77 lần thứ 3. Dạ. Nảy mầm tốt á. Dạ, nảy mầm đạt tốt ha. Dạ. Nó sinh trưởng rất là mạnh, nó mạnh hơn cái giống khác. Dạ. Nói chung là đẻ nhánh với hai nửa trái của nó thường là trái đôi nè. Dạ. Cái mẫu mã trái của dòng dưa lê SH77 thì anh thấy như thế nào? Đẹp, nó dài, nó đẹp suông lắm, đầu đuôi nó bằng nhau. Nó dạ. không phải như giống khác bầu bự đầu nhỏ đuôi ha, bự đuôi nhỏ đầu nó dạ. rất là đều. Rất là đều. Dạ. Căng xứng. Bạn hàng đánh giá như thế nào anh? Họ nhìn họ mê rồi, nhìn dạ. đẹp, nó thẳng rang vậy còn chơi gì nữa. Dạ, nó cứ thẳng là nó con đầu con đuôi màu sắc đẹp vậy ha. Dạ. Dạ. Với cái kết quả như ngày hôm nay thì vụ sau là anh đã an tâm trồng tiếp dưa lê 77 chưa anh? Ok. Dạ. Đây là bẻ cử thứ 3 ha anh Hiệp. Bẻ cử thứ 3. Dạ, à, thì bà con mình thấy đây ha. Đây là dòng dưa lê SH77 là anh Hiệp vừa mới thu hoạch nè. Bà con thấy là chiều dài trái nè, là dài cỡ 18-20cm, trái thẳng, con đầu con đuôi. Trái có màu xanh vừa và nó bóng nhẹ, nó có phóng nữa. Đây. Màu sắc rất là đẹp nha bà con. Em chào anh Hiệp. Dạ, Quỳnh xin kính chào quý bà con nha. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2022. Thì như bà con mình cũng thấy là hiện tại Quỳnh đang có mặt tại ruộng dưa leo. Thì hôm nay là Quỳnh và anh em trong công ty hạt giống Sen Hồng đang có mặt tại Bù Đốp của tỉnh Bình Phước. Thì với phóng sự ngày hôm nay, Quỳnh xin giới thiệu với bà con mình giống dưa leo SH77 của công ty hạt giống Sen Hồng, được chủ nhà ở đây là anh Hiệp trồng tại Bù Đốp của tỉnh Bình Phước và được thu hoạch ở cử thứ 3. Thì hôm nay Quỳnh mời bà con mình cùng theo dõi trên màn hình để xem coi giống dưa leo SH77 được trồng tại tỉnh Bình Phước thì cây có sẽ như thế nào và phát triển làm sao, đặc biệt là đang trong giai đoạn là mùa mưa. Thì Quỳnh mời bà con mình cùng xem nha. Kính thưa quý bà con, sau đây Quỳnh mời quý bà con mình cùng theo dõi trên màn hình và nghe một số lời nhận xét đánh giá từ chủ nhà là anh Hiệp để xem coi khi anh Hiệp trồng dưa leo SH77 thì cây có sẽ như thế nào và trái trăng làm sao, có phù hợp với thị trường của tỉnh Bình Phước hay không nha. Dạ, anh Hiệp, em hỏi thăm với, đây là lần thứ mấy anh Hiệp trồng dưa leo bên Sen Hồng anh Hiệp? Lần thứ 3 rồi, trồng SH77 lần thứ 3. Dạ, anh Hiệp cho em hỏi thăm với là anh Hiệp thấy cái khả năng nảy mầm của giống dưa leo 77 như thế nào anh Hiệp? Nảy mầm tốt á. Dạ, nảy mầm đạt tốt ha. Dạ, rồi em hỏi thăm với là anh thấy cái khả năng phát triển của cây con của dòng dưa leo SH77 như thế nào? Nó sinh trưởng rất là mạnh, nó mạnh hơn cái giống khác. Dạ. Nói chung là đẻ nhánh với hai nửa trái của nó thường là trái đôi nè. Dạ. Trái đôi luôn. Dạ. Thường là trái đôi. Dạ. Và phân cành phân nhánh cũng rất là khỏe phải không anh? Khỏe, đẹp. Dạ. Như là bà con mình cũng biết, chúng ta đang bước vào giai đoạn là mùa mưa. Thì cái mùa này đối với riêng với dưa leo là rất là mẫn cảm, rất là dễ là ra bông được nhiều nè, và ít trái. Nhưng mà bà con mình thấy ở đây ha, là dòng dưa leo SH77 cây rất là khỏe và phát triển cực kỳ là tốt, cũng như là cho cái khả năng ra bông đậu trái đạt năng suất rất là cao nha. Sau đây Quỳnh mời bà con mình cùng với Quỳnh và anh em trong công ty hạt giống Sen Hồng xem kỹ về dòng dưa leo SH77 nha. Xin kính thưa quý bà con, thì trên tay Quỳnh đang cầm đây là bao bì của dòng dưa leo SH77 của công ty hạt giống Sen Hồng, thì khối lượng đóng gói là 10g và tương đương với 350-380 hạt trên một gói. Và tỷ lệ đạt nảy mầm của dòng dưa leo này là 98-100%. Và thời gian thu hoạch của dòng dưa leo SH77 là 30-33 ngày sau khi gieo. Và sau đây Quỳnh sẽ mô tả mẫu mã trái của dòng dưa leo SH77 cho bà con mình có thể nắm rõ hơn nha. Thì đây là dòng dưa leo SH77 của công ty hạt giống Sen Hồng. Và hiện tại đang bước vào giai đoạn thu hoạch ở cử thứ 3. Bà con mình có thể thấy là trái dài 18-20cm nè. Và màu xanh vừa, màu xanh rất là đẹp. Có phấn. Và bà con mình có thể thấy là mặc dù đang thu hoạch ở cử thứ 3 và hiện tại đang trong giai đoạn thời tiết là rất là khó khăn, rất là khắc nghiệt. Là vào cái giai đoạn thời tiết này thì dưa leo cực kỳ là mẫn cảm luôn. Nhưng mà dòng dưa leo SH77 cho năng suất rất là cao. Bà con mình thấy vàng nè, bà con mình thấy vàng nụ không? Vàng trái không? Mặc dù là thu hoạch ở cử thứ 3 rồi nha bà con, nhưng mà trái vẫn còn rất là nhiều. Bà con mình thấy cây đang cho bông nè, rồi trái non, nụ non rất là nhiều luôn. Một xíu nữa Quỳnh sẽ quay về cái khả năng ra bông đậu trái cũng như là những cái nụ non cho bà con mình xem ha. Thì xin kính thưa quý bà con, ngoài dòng dưa leo SH77 mà bà con mình đang theo dõi trên màn hình thì hiện tại công ty hạt giống Sen Hồng đang cho ra rất là nhiều dòng dưa leo được bà con bạn hàng thương lái ở các khu vực khác nhau rất là ưa chuộng.
Ví dụ như bà con mình ở khu vực mà thương lái ưa chuộng dòng dưa leo trái ngắn nè, thì công ty hạt giống Sen Hồng là có dưa leo 37, 38. Còn nếu bà con mình ưa chuộng dòng dưa leo bóng mà trái ngắn, trái cỡ 17 đến 18 cm thì công ty hạt giống Sen Hồng là có dòng dưa leo 72, 72.5 và 72.6. Riêng về dòng dưa leo trái dài thì công ty hạt giống Sen Hồng là có dòng dưa leo 75, 76, 77, 78. Còn về dòng dưa leo bóng trái dài cỡ 18 đến 20 cm thì công ty hạt giống Sen Hồng là có dòng dưa leo SH80 là dòng leo siêu bóng. Thì để biết thêm được các thông tin về các loại giống của công ty hạt giống Sen Hồng thì Quỳnh mời bà con mình vào YouTube bấm là hạt giống Sen Hồng để bà con mình có thể xem các cái phóng sự mà Quỳnh cũng như là anh em trong công ty đi làm các phóng sự ở các khu vực khác nhau, và cũng như là mỗi cái phóng sự là luôn có những cái lời chia sẻ từ bà con ở các khu vực và cũng như là thương lái. Và nếu như bà con mình muốn tư vấn trực tiếp hoặc là hỏi trao đổi trực tiếp thì bà con mình cứ liên hệ hai số điện thoại trên màn hình nha, để cho anh em trong công ty hạt giống Sen Hồng là có thể giải đáp được tất cả các thắc mắc trực tiếp cho bà con mình. Sau đây Quỳnh mời quý bà con mình cùng với Quỳnh và anh em trong công ty hạt giống Sen Hồng cùng xem về khả năng ra bông đậu trái của dòng dưa leo SH77 được trồng trong điều kiện thời tiết là mùa mưa, và đây là điều kiện thời tiết rất là mẫn cảm đối với cây dưa leo nha. Đây Quỳnh mời bà con mình cùng đi xem nha. Thì đây là dưa leo, dòng dưa leo SH77 của công ty hạt giống Sen Hồng và được thu hoạch ở cử thứ 3 tại Bù Đốp của tỉnh Bình Phước. Như là sáng nay là anh em trong công ty hạt giống Sen Hồng xuất phát từ công ty làm ở thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang lên tới đây là khoảng 5 tiếng đồng hồ. Làm 1 giờ sáng là anh em bắt đầu xuất phát và đi tới đây là mưa rất là lớn nha bà con. Nhưng mà bà con mình thấy không, khả năng ra bông đậu trái của dòng dưa leo SH77 cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây là thu hoạch ở cử thứ 3 rồi nhưng mà về cái gốc vẫn còn rất là nhiều nha. Quỳnh mời bà con mình xem dài dài lên đây ha. Mẫu mã trái thì trái dài cỡ 18 đến 20 cm nè. Màu sắc trái rất là đẹp, trái suông thẳng, con đầu con đuôi rất là đẹp nha. Quỳnh mời bà con mình xem kỹ về dòng dưa leo SH77 của công ty hạt giống Sen Hồng nha. Đây bà con thấy trái màu sắc đẹp không? Sau đây Quỳnh xin mời quý bà con mình tiếp tục cùng xem cái khả năng ra bông đậu trái dòng dưa leo SH77 của công ty hạt giống Sen Hồng được trồng tại Bù Đốp của tỉnh Bình Phước nha. Bà con mình có thể thấy là mặc dù đang thu hoạch ở cử thứ 3 và hiện tại đang là trong điều kiện thời tiết là mùa mưa nha bà con, nhưng mà dòng dưa leo SH77 cho khả năng ra bông đậu trái cực kỳ là tốt luôn. Bà con mình thấy là nụ nè, rất là nhiều, nụ đôi luôn nè bà con. Mời quý bà con mình tiếp tục xem cái khả năng ra bông đậu trái dòng dưa leo SH77 của công ty hạt giống Sen Hồng nha. Hai bà con thấy là nụ rất là nhiều nè. Nụ đôi, có nụ đôi rồi nữa. Đây, bà con thấy nụ rất là nhiều nè. Bà con mình thấy lá xanh nè, đọt đi rất là khỏe luôn. Thì vừa rồi quý bà con mình đã cùng với Quỳnh và anh em trong công ty hạt giống Sen Hồng xem ở dàn nụ bên trong, dàn chữ A của dòng dưa leo SH77. Thì sau đây Quỳnh mời quý bà con mình cùng với Quỳnh ra bên ngoài để xem dàn lực của dòng dưa leo SH77 được trồng tại Bù Đốp của tỉnh Bình Phước và đặc biệt trong điều kiện thời tiết là mùa mưa, để xem coi cây có phát triển như thế nào ha. Đây Quỳnh mời bà con mình cùng đi với Quỳnh nha. Bà con mình nhìn nè, đây là dàn lực bên ngoài của dòng dưa leo SH77. Bà con mình thấy dàn lực không? Bà con mình dàn ngọn nè, cây phát triển cực kỳ là khỏe luôn. Đặc biệt đang là trong điều kiện thời tiết là mùa mưa nha bà con. Nhưng mà bà con mình thấy cái dàn lực của dòng dưa leo SH77 phát triển rất là khỏe trong điều kiện thời tiết là mùa mưa nha. Đây bà con thấy không, dàn lực nè, đá rất là tốt, đi đọt rất là khỏe luôn. Và như bà con mình cũng biết Bình Phước có diện tích trồng tiêu nè, cà phê nè đều rất là nhiều. Nhìn sau lưng Quỳnh đây là bà con mình đang trồng tiêu nè. Rất là nhiều nha. Và bên đây nữa nè, là diện tích trồng tiêu, cà phê cũng như là đều rất là nhiều. Và trong đó là có một số bà con mình trồng la ghim, trồng rau màu. Anh Hiệp thì anh cho em hỏi là với cái mẫu mã trái của dòng dưa leo SH77 thì anh thấy như thế nào? Đẹp, nó dài, nó đẹp suông lắm, đầu đuôi nó bằng nhau, nó dạ. Không phải như giống khác bầu bự đầu nhỏ đuôi ha, bự đuôi nhỏ đầu nó dạ. Rất là đều, rất là đều, dạ, căng xứng.
Vậy là bỏ vô bịch mũ đem con bạn hàng đánh giá như thế nào anh? Họ nhìn họ mê rồi, dạ. Đẹp nó thẳng rang vậy mà chơi gì nữa. Dạ, nó cứ thẳng là nó con đầu con đuôi màu sắc đẹp vậy ha. Dạ. Dạ. Thì với cái kết quả như ngày hôm nay thì vụ sau là anh đã an tâm trồng tiếp dưa leo 77 cho anh. Ok. Dạ. Đây là giá dưa leo hôm nay được nhiêu tiền ký anh Hiệp? Vâng, thì bây giờ hiện tại nó là 9.000. 9.000. Hiện tại. Dạ. Đây là bẻ cử thứ 3 ha anh Hiệp. Bẻ cử thứ 3. Dạ. Em cảm ơn Hiệp nha. Thì em xin thay mặt cho anh em trong công ty giống Sen Hồng là chúc anh Hiệp với lại gia đình là luôn được dồi dào sức khỏe này, trúng mùa trúng giá và luôn đồng hành cùng với hạt giống Sen Hồng nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Đây, thì bà con mình thấy đây ha. Đây là dòng dưa leo H77 là anh Hiệp vừa mới thu hoạch nè. Đó, thì anh Hiệp là đang thu hoạch. Này. Là chuẩn bị là vô bọc để đem ra thương lái. Thì Quỳnh xin mô tả lại một lần nữa kỹ về dòng dưa leo Sen Hồng H77 cho bà con mình có thể nắm rõ hơn. Bà con thấy là chiều dài trái nè, là dài cỡ 18-20cm, trái thẳng, con đầu con đuôi, trái có màu xanh vừa và nó bóng nhẹ, nó có phấn nữa. Đây. Màu sắc rất là đẹp nha bà con. Thì Quỳnh mời bà con mình cùng xem kỹ về dòng dưa leo Sen Hồng H77 nha. Vừa rồi, quý bà con mình cũng đã theo dõi hết cái phóng sự nhỏ nói về dòng dưa leo H77 của công ty hạt giống Sen Hồng được anh Hiệp trồng tại Bù Đốp của tỉnh Bình Phước và đang tiến hành vào thu hoạch ở cử thứ 3. Thì để biết thêm được các thông tin về các loại giống của công ty hạt giống Sen Hồng thì mình mời quý bà con mình vào YouTube bấm là hạt giống Sen Hồng, bấm xem, bấm theo dõi cũng như là bấm đăng ký kênh để cập nhật được các cái phóng sự mới nhất mà anh em trong công ty cập nhật lên. Ví dụ là chương trình khuyến mại nè, những khuyến cáo, kỹ thuật nè cũng như là những thông tin về giống mới. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì Quỳnh xin kính chúc quý bà con được dồi dào sức khỏe, trúng mùa, trúng giá và luôn đồng hành cùng với hạt giống Sen Hồng nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại phóng sự lần sau.